Huy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu cho anh chị một chiếc xe Innova số sàn 2021 mẫu mới nha quý anh chị. Thì chiếc xe này được chủ xe mua tại Toyota Thân Cảng bên Huy luôn. Có cái tem HT Hiroshima Toyota. Thì tháng 2 năm 2021 thì chủ xe có mua tại công ty bên Huy. Và tới nay á thì mới đi được có 13.000 cây thôi các chị. Rất là ít luôn. 13.220 cây số. Thì đây là một chiếc xe chủ xe mua về chạy gia đình thôi. Chứ Innova số sàn thì hầu như là chạy dịch vụ nhiều. Nhưng mà đối với khách này thì chỉ chạy gia đình thôi quý anh chị. Sản xuất vào năm 2021 này anh chị ha. Lịch sử đầy đủ rõ ràng và chiếc xe được chủ xe bảo trì bảo dưỡng hãng rất là kỹ luôn. Kỹ lắm các chị. Thì mỗi năm những số là chủ xe đưa xe đến hãng bảo dưỡng. Thì Huy và quý cô chú anh chị mình sẽ xem chi tiết về sản phẩm này nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát sơ bộ ở phía trước. Về biển số thì xe này mang biển số Đồng Nai nha quý anh chị. Biển số Đồng Nai. Rồi mình sẽ quan sát phần ga lăng. Đấy, ga lăng các anh chị. Chủ xe ốp thêm những cái mặt chrome ở phía trước nè nha quý anh chị. Còn bản thân nguyên bản của nó là chỉ là cái ốp nhựa ở bên trong thôi. Đấy, chủ xe ốp để cho nó liền với cái viền viền đèn đây. Viền đèn thì cũng dán thêm. Thì đây là một chiếc xe gia đình đi, chủ xe hầu như là trang bị phụ kiện thì Huy thấy là đầy đủ hết, không thiếu thứ gì quý anh chị. Mình mua những chiếc xe này mình được lợi là phụ kiện đã được chủ xe dán rồi, giống như dán phim này. Đó, rồi những cái miếng ốp mặt chrome như thế này, nó rất là đẹp luôn. Đó, những cái tem. Hầu như cái ngoại thất của chiếc xe này là còn nguyên bản rất là nhiều nha quý anh chị. Hầu như là còn nguyên bản. Thì Huy đánh giá về chất lượng của nước sơn, độ đều màu, rồi những cái vị trí đường găng, đường găng, khe hở với các chi tiết. Đó, và nó không có bị nhấp nhô nha quý anh chị. Mình sẽ đi chi tiết về sản phẩm này. Đây, mẫu mới thì chúng ta sẽ có được hai cảm biến khoảng cách ở phía trước. Đèn cản này anh chị. Đèn xi nhan. Và đây là đèn pha cốt. Khe hở giữa cản trước và về ở bên trái này. Đấy, vỏ thì 2021. Vỏ thì chắc chắn là còn nguyên bản theo xe, còn rất là dài. Đây, quý anh chị xem. Còn rất là dài luôn. Thì xe mới đi được có 13.000 cây thì chắc chắn rồi. Về này là còn nguyên bản ha, chưa sơn nha quý anh chị. Ở trên mui đồ cũng vậy, còn nguyên bản. Và đây cửa trước bên tay, cửa trước bên tay cũng chưa sơn nha. Nước sơn còn zin. Đấy thì Huy đánh giá sơ cho quý anh chị mình nắm thôi. Đó, còn tapi cửa. Đấy, tapi cửa còn rất là mới nha quý anh chị. Rồi những vị trí như những cái nút bấm như thế này, thường thì bấm nhiều anh chị thì nó sẽ mòn. Nhưng mà xe này mới đi được 13.000 cây. Chế độ của anh hãng thì còn đầy đủ. Tức là anh chị mà đi có bất kỳ vấn đề gì thì anh chị có thể đem xe đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc đều được kiểm tra và bảo hành miễn phí cho quý anh chị nha. Và như Huy trao đổi thì xe này phụ kiện thì chủ xe dán cũng như là gắn cũng khá là đầy đủ. Như là những cái phần bật lên xuống này, rồi lót sàn xi li này. Đó, đã được chủ xe trang bị, dán phim có luôn rồi. Còn anh chị nhìn nè, bằng đập côn này. Đó, thắng ga, mọi thứ còn rất là mới và đúng chuẩn luôn nha quý anh chị. Đi kỹ, nó không có bị xước xát gì cả. Còn phần tắp lô thì đây, phụ kiện. Rất ít khách hàng may một cái tấm thảm lót kiểu như thế này. Bằng da nha quý anh chị. Đây, bằng da này. Thường thường là Huy thấy là bằng nỉ không thôi. Này bằng da. Đó, và rất là đẹp. Vô lăng thì được bọc vô lăng. Đây, cái bao tay lái nha anh chị. Rồi đây là vị trí. Thường hay bị mòn. Xe thì chủ xe đi không có thói quen giữ ở vị trí này hơi nhiều. Không có thói quen giữ nhiều nha anh chị, cho nên là nó không bị mòn. Với thứ hai nữa là xe này đi đúng chuẩn 13.000 cây. Thì một chiếc xe lướt mà anh chị, xe lướt. Còn càn số cũng vậy. Càn số này, anh chị nhìn những cái vân á, những cái vân ở trên càn số. Rồi hộp số thì có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu cũng như là chế độ power nha quý anh chị nha. Rồi ngồi vào bên trong của chiếc xe Innova này thì anh chị cảm thấy là cái đồ rộng rãi và thoải mái của Innova thì anh chị cũng hầu hết rất là nhiều quý anh chị đã sử dụng và
đã đi hoặc là đã ngồi ở phía sau. Đó, thì nó rất là rộng rãi, rất là thoải mái luôn. Đó, đầu DVD, DVD và có trang bị camera gear. Camera gear đầy đủ hết quý anh chị nha. Còn xe thì bằng đạp côn nhẹ rồi ga thì đạp rất là ngọt luôn. Đấy. Rồi những cái tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết nha quý anh chị, như là hệ thống phân bổ lực phanh điện tử nè, rồi hệ thống hỗ trợ khăn nâng dốc nè. Đó, rồi ổn định điện thân xe. Vị trí này thì anh chị có thể để những cái chai nước mà làm mát. Ok, rồi xe thì mới bảo dưỡng xong. Thì nhắc bảo dưỡng là tới 15.000. Hiện tại thì xe mới có 13.000 cây thôi. Vị trí này thì anh chị có thể để những cái này, những cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này. Rồi cà vẹt đăng kiểm thì anh chị bỏ trong một cái sổ da, rồi anh chị bỏ vào bên trong đó. Đây, vị trí cần số thì đây là vị trí này anh chị có thể để giấy tờ hoặc là để một số vật dụng cần thiết. Còn vị trí này thì khi mà anh chị sử dụng thì mình có thể để những cái ly cà phê, chai nước mình sử dụng. Còn mọi thứ thì rất là keng, rất là keng. Đây, vị trí này mình có thể để ly cà phê. Ở trên trần thì mình có đèn, có gương soi nè. Rồi có vị trí để mắt kính nè. Rồi đèn báo mở cửa nè. Đèn sáng anh chị, chiếu sáng ở phía trước. Và đây là vị trí túi khí. Thì xe được trang bị 7 túi khí. Và những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết rồi. Innova là quá quen anh chị. Anh chị nhìn cái độ ngã của ghế nè. Ngã thoải mái. Trượt tới, trượt lui, rộng rãi, duỗi chân. Rất là ok luôn. Thì 2020 thì nó ra cái mẫu này. Thì đây là mẫu hiện tại mới nhất của Innova số sàn anh chị ha. Đấy. Cửa còn nguyên bản, còn zin nè, chưa sơn nha quý anh chị. Còn keo sùng thì Huy không có qua nhiều. Cam kết với anh chị còn zin nguyên bản. Còn cầm bệ nè anh chị nè, cầm bệ còn đẹp lắm. Mới đi có 13.000 cây thôi, 13.000 cây, bảo dưỡng hẳn kỹ, đầy đủ nha quý anh chị nha. Đó, đây là những con sùng ở trên vè. Đây con vỏ này. Đấy, thì anh chị thấy ha, mâm đồ còn rất là mượt luôn, nó không có bị xước xát gì cả. Hãy khe hở với các chi tiết. Những cái ốp mặt chrome này. Đấy, chủ xe trang bị hết rồi anh chị. Đó, những cái ốp ở phía sau. Đó, cảm biến khoảng cách từ phía sau là có tới 4, 1 2 3 4, 4 cảm biến luôn anh chị. Camera gear đây. Đó, vị trí này. Rồi cái bậc lên xuống ở trên cảng anh chị, thường nó hay bị trầy xước khi mà mình lên xuống đồ á. Thì chủ xe có trang bị luôn rồi ha. Thì đây là một chiếc xe Huy thấy chủ xe trang bị phụ kiện khá là nhiều. Đó. Đây, những cái phần mà bật lên xuống này. Đó, anh chị để xuống lên xuống đồ nó không bị trầy xước. Đó, khá là đẹp luôn. Rồi vị trí để đồ thì Huy thấy là Innova thì để thoải mái rộng rãi nha quý anh chị. Còn đây là vị trí đồ nghề. Thì đồ nghề thì con đội Huy thấy là chưa có sử dụng. Chưa sử dụng. Thì anh chị có thể là quan sát cái bánh sơ cua. Đấy, sơ cua chắc chắn là chưa chạm đất rồi anh chị ha. Đó, gầm bệ. Còn rất là mới luôn. Xe vẫn còn chế độ hành hãng đầy đủ nha quý anh chị. Cho nên là có bất kỳ vấn đề gì thì anh chị có thể đem xe đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc để kiểm tra và bảo hành nếu như mà xảy ra lỗi của sản phẩm hay là lỗi lắp ráp với quý anh chị. Đấy, xe thì gia đình đi cũng ít chở đồ cho nên là những cái phần táp bi ở phía sau cũng như là sàn thì còn rất là đẹp luôn. Đấy anh chị ha, mình quan sát rồi đánh giá về chiếc xe này thì anh chị xem về cái độ đẹp, độ liền lạc giữa các chi tiết và nước sơn thì cái độ nguyên bản của nó còn rất là nhiều nha quý anh chị. Đó, còn rất là nhiều. Về sau là còn nguyên này, chưa sơn này. Cửa cũng vậy, cửa trước cũng vậy. Huy đã quan sát, đã kiểm tra rồi. Đó, cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Màu trắng mà giữ kỹ như quý khách này thì thực sự là cũng hiếm có ha, hiếm có trên thị trường. Táp bi còn đẹp lắm nha quý anh chị, nó không có bị xước xát gì cả. Băng sau thì dường như là rất ít khi có người sử dụng cho nên là nó da nó anh chị, nó còn rất là mới và nó căng nó ha, nó căng rất là căng luôn. Thì đây là một chiếc xe lướt và đẹp. Giá thì hiện tại bên Huy niêm yết giá là 688 triệu nha quý anh chị nha. 688 triệu. Anh chị mua chiếc xe này về đi thì thực sự là anh chị sẽ tiết kiệm được khá là nhiều so với việc anh chị mua xe mới. Thì vì sao xe lướt hiện tại Toyota Tân Cảng Minh Huy bán rất là tốt, rất là tốt quý anh chị. Tốt hơn xe mới rất là nhiều. Bây giờ là tình hình kinh tế cũng khó khăn cho nên là khách hàng
hơi thiên về vấn đề là mua những cái xe lướt để tiết kiệm. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà bên Huy đang được khách hàng ủng hộ rất là nhiều, và đặc biệt là những cái chính sách tại đại lý Toyota Tân Cảng bên Huy về chế độ bảo hành cũng như là cam kết thì được khách hàng tin tưởng và ủng hộ thực sự là rất rất là nhiều quý anh chị nha. Thì Huy cũng chia sẻ một số những cái thông tin, và với chiếc xe 2021 này thì phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay lên đến 75%, 75% là quý anh chị. Rồi mình sẽ xem qua về phần động cơ. Thì với động cơ thì anh chị biết rồi, Innova là một trong những chiếc xe động cơ rất là bền, và thực sự có những chiếc xe anh chị hồi lúc 2012 Huy có làm những cái sản phẩm, Huy có bảo trì bảo dưỡng cho rất là nhiều những chiếc xe của Innova. Thì 2008, 2009, 2010 đúng không chị, xe chạy khoảng 700-800.000 cây mà nếu bảo dưỡng đều thì chạy rất là ok luôn, không có phải sửa chữa gì nhiều. Thực sự là động cơ bền lắm quý anh chị. Còn đây động cơ anh chị nhìn nè, cụm ABS này ha, heo thắng, những ống cao su như này, bình ắc quy, những cái xương, những cái xương đấy. Thì xe này như Huy nói trao đổi với anh chị là cái độ nguyên bản còn rất là nhiều, và hầu như là còn nguyên bản á. Nó là một chiếc xe lướt mới có 13.000 cây thôi, thì anh chị mua những chiếc xe này mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Và về chế độ bảo hành hãng thì còn đầy đủ, xe được bảo dưỡng hãng kỹ nữa đó. Và như quý anh chị thấy ha, động cơ còn rất là mới và không có dấu hiệu gì của sự thay thế cả. Thì thực sự là mới có 13.000 cây thôi, và xe thì được bảo dưỡng hãng kỹ, cho nên là quý cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm nha. Bên Huy cam kết tuyệt đối cho quý anh chị xe chuẩn chất lượng, anh chị xem xe chắc chắn anh chị thích, và anh chị sẽ tiết kiệm được rất là nhiều so với việc anh chị mua chiếc xe mới. Thì anh chị nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì vui lòng liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình 0937 688 847 để Huy sẽ hỗ trợ tư vấn, cũng như là cùng với quý cô chú anh chị mình tìm hiểu kỹ về chiếc xe cũng như là mua về cho gia đình để phục vụ cho việc đi lại. Cần hỗ trợ từ phía Huy thì anh chị cứ liên hệ theo số điện thoại trên. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình quý anh chị, có nút đăng ký để có thể ủng hộ kênh Xe Cũ Miền Nam của Huy. Một phần cũng đăng ký kênh để khi mà có xe mới về anh chị thì Huy đăng lên, anh chị sẽ là những người đầu tiên sẽ thấy được sản phẩm Huy đăng. Nếu như mà anh chị thích sản phẩm nào thì cứ liên hệ với Huy, chắc chắn Huy sẽ hỗ trợ cho quý cô chú anh chị rất 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 là tốt luôn nha quý anh chị nha. Ok, rồi Huy xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ạ.